đến với chương trình Bé kể bé nghe của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Mình là Teresa Nguyễn Gia Linh, mình đến từ giáo xứ Thới Hòa. Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một vị thánh mà mình rất yêu quý, cũng là thánh bổ mạng của mình luôn. Đó là câu chuyện về thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu. Các bạn cùng lắng nghe nhé! Bạn biết không, thánh Teresa hài đồng Giê-xu sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1873 tại nước Pháp. Ngài là con thứ 9 trong một gia đình có 5 anh chị em đều đi tu. Nhưng khi mới lên 4, mẹ của thánh Teresa mất, nhưng Ngài được cha yêu thương suốt quãng thời thơ ấu. Luôn băn khoăn vì còn nhiều người chưa nghe tiếng Chúa, nên thánh Teresa đã luôn cầu nguyện cho họ. Năm 15 tuổi, Teresa ao ước được gia nhập sòng kín nhưng không được. Các bạn ơi, nhưng Ngài không từ bỏ, Ngài đã đi hành hương Roma để xin phép Đức Giáo Hoàng. Đức Leo thứ 13 đã chỉ trả lời rằng, nếu Chúa muốn, Đức Giám mục Hungonin đã cho phép Ngài vào dòng ngay. Nơi đây đã có 3 người chị của Ngài đang tu luyện. Khi khấn dòng, Ngài cầu nguyện rằng, ôi Chúa Giê-xu, con xin ơn bình an và tình yêu vô bờ bến. Xin cho con được tử đạo trong lòng hay nơi thân xác, hay tốt hơn, được tử đạo cả hai. Mật bí với các bạn, con đường tu trì của thánh Teresa không được trải hoa hồng đâu. Ngài đã chịu bề trên hiểu lầm và đối xử một cách nghiêm khắc, chịu giá lạnh và hy sinh liên tục. Ngài bị trách mắng bất công, bị thử thách đủ loại mà chỉ đáp lại bằng nụ cười. Ngài cầu nguyện với Chúa rằng, con cố gắng mỉm cười khi phải đau khổ, để Chúa nhân lành như bị lừa bởi dáng vẻ bề ngoài, cũng không biết rằng con đang đau khổ. Tháng 6 năm 1894, có triệu chứng bị bệnh lao. Dầu vậy, Ngài vẫn tiếp tục các bổn phận và không tìm cách giảm bớt một công việc nào. Khi bệnh tật, người ta trách Ngài biếng nhác. Hơn nữa, Ngài còn bị thử thách nặng nề trong tâm hồn. Ngập chìm trong tăm tối, Ngài như bị mất đức tin, nhưng vẫn dũng cảm trung thành với Chúa. Sau những đau đớn dữ dằn, Ngài nói, con không hối hận vì đã hiến mình cho tình yêu. Khi sắp tử trần, Ngài hứa, trên trời con sẽ là mưa hoa hồng xuống. Ngày 30 tháng 9 năm 1897, sau khi rước mình thánh Chúa, thánh nữ đã chút hơi thở sau cùng tại dòng kín Lycio. Ngài được phong chân phước vào ngày 19 tháng 10 năm 1997. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên xưng Ngài là tiến sĩ hội thánh, là người phụ nữ thứ 3 trong giáo hội được công nhận về sự thánh thiện. Các bạn ơi, chúng ta hãy cầu xin Chúa, qua lời cầu bầu của thánh nữ, cho chúng ta luôn chấp nhận mọi đau khổ Chúa gửi đến cho chúng ta, trong tinh thần đơn sơ và phó thác. Câu chuyện của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.